Lại nữa, mãn từ từ, có hai Bồ Tát đều chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Bồ Tát thứ nhất có phương tiện thiện xảo nên mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Bồ Tát thứ hai không có phương tiện thiện xảo nên chậm chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Cụ thọ nên biết, thà làm Bồ Tát chậm chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mà không rơi vào bậc thanh văn hoặc độc giác. Nếu các Bồ Tát mau cầu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì trong đây nên biết có hai việc xảy ra. Một là nếu không có phương tiện thiện xảo mà liền chứng thật tế sẽ rơi vào nhị thừa. Hai là nếu có phương tiện khéo léo mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Cũng như trong nhà lửa có nhiều châu báu, có người muốn vào trong nhà này lấy châu báu, bấy giờ có hai điều xảy ra đối với người kia. Một là nếu không có phương tiện khéo léo sẽ chết trong nhà lửa. Hai là nếu có phương tiện khéo léo thì lấy được vật báu đem ra. Bồ Tát cầu mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề cũng vậy, nên biết trong đây có hai việc xảy ra. Một là nếu không có phương tiện khéo léo, liền chứng thật tế rơi vào nhị thừa, như bị chết trong nhà lửa. Hai là nếu có phương tiện khéo léo mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề như người cầm vật báu đi ra. Vì vậy nên biết, thà là Bồ Tát chậm chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề không vì cầu mau chứng để khỏi rơi vào nhị thừa. Mấy giờ mãn từ từ liền hỏi cụ thọ Xá Lợi Tử: mau chứng thật tế chẳng phải là phương tiện thiện xảo của Bồ Tát? Vì sao? Vì rơi vào nhị thừa chẳng phải là nhân đẳng lưu của phương tiện thiện xảo, mà là quả đẳng lưu của không có phương tiện thiện xảo, nên thối thất sự cầu Đại Bồ Đề. Vì Bồ Tát cầu Đại Bồ Đề là ích hữu tình, không cầu thật tế, nên chứng thật tế thì chẳng phải là quả thiện xảo. Lại nữa, mãn từ từ, nếu các Bồ Tát suy nghĩ ta hành bố thí còn Bồ Tát khác không hành, thì các Bồ Tát này hành nơi phi xứ. Vì hành phi xứ nên giới bị khiếm khuyết, vì phạm không gọi là bố thí Ba La Mật Đa. Lại nữa, mãn từ từ, nếu các Bồ Tát suy nghĩ ta giữ giới còn Bồ Tát khác không giữ, thì các Bồ Tát này hành nơi phi xứ. Vì hành phi xứ nên giới bị khiếm khuyết, vì phạm không gọi là tịnh giới Ba La Mật Đa. Lại nữa, mãn từ từ, nếu các Bồ Tát suy nghĩ ta tu nhẫn nhục còn Bồ Tát khác không tu, thì các Bồ Tát này hành nơi phi xứ. Vì hành nơi phi xứ nên giới bị khiếm khuyết, vì phạm không gọi là an nhẫn Ba La Mật Đa. Lại nữa, mãn từ từ, nếu các Bồ Tát suy nghĩ ta tu tinh tấn còn các Bồ Tát khác không tu, thì các Bồ Tát này hành nơi phi xứ. Vì hành phi xứ nên giới bị khiếm khuyết, vì phạm không gọi là tinh tấn Ba La Mật Đa. Lại nữa, mãn từ từ, nếu các Bồ Tát suy nghĩ ta tu thiền định còn Bồ Tát khác không tu, thì các Bồ Tát này hành nơi phi xứ. Vì hành phi xứ nên giới bị khiếm khuyết, hủy phạm không gọi là tịnh lự Ba La Mật Đa. Lại nữa, mãn từ từ, nếu các Bồ Tát suy nghĩ ta tu trí huệ còn Bồ Tát khác không tu, thì các Bồ Tát này hành nơi phi xứ. Vì hành phi xứ nên giới bị khiếm khuyết, vì phạm không gọi là bát nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, mãn từ từ, nếu các Bồ Tát suy nghĩ ta hành pháp nội không còn Bồ Tát không hành, thì các Bồ Tát này hành nơi phi xứ. Vì hành nơi phi xứ nên giới bị khiếm khuyết, vì phạm không hành được rốt ráo pháp nội không. Lại nữa, mãn từ từ, nếu các Bồ Tát suy nghĩ ta hành pháp ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bản tính không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tính không, tự tính không, vô tính tự tính không, còn các Bồ Tát khác không hành, thì các Bồ Tát này hành nơi phi xứ. Vì hành nơi phi xứ nên giới bị khiếm khuyết, hủy phạm không hành rốt ráo pháp ngoại không cho đến pháp vô tính tự tính không. Lại nữa, mãn từ từ, nếu các Bồ Tát suy nghĩ ta quán vô minh còn Bồ Tát khác không quán, thì các Bồ Tát này hành nơi phi xứ. Vì hành nơi phi xứ nên giới bị khiếm khuyết, hủy phạm không quán rốt ráo vô minh. Lại nữa, mãn từ từ, nếu các Bồ Tát suy nghĩ ta quán hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử còn Bồ Tát khác không quán, thì các Bồ Tát này hành nơi phi xứ. Vì hành nơi phi xứ nên giới bị khiếm khuyết, hủy phạm không quán rốt ráo hành cho đến lão tử.
Lại nữa, mãn từ từ, nếu các Bồ Tát suy nghĩ ta quán thánh đế khổ còn Bồ Tát khác không quán, thì các Bồ Tát này hành nơi phi xứ, vì hành nơi phi xứ nên giới bị khiếm khuyết hủy phạm, không quán rốt ráo thánh đế khổ. Lại nữa, mãn từ từ, nếu các Bồ Tát suy nghĩ ta quán thánh đế tập diệt đạo còn Bồ Tát khác không quán, thì các Bồ Tát này hành nơi phi xứ, vì hành phi xứ nên giới bị khiếm khuyết hủy phạm, không quán rốt ráo thánh đế tập diệt đạo. Lại nữa, mãn từ từ, nếu các Bồ Tát suy nghĩ ta tu hành bốn tịnh lự còn Bồ Tát khác không tu, thì các Bồ Tát này hành nơi phi xứ, vì hành phi xứ nên giới bị khiếm khuyết hủy phạm, không tu viên mãn bốn tịnh lự. Lại nữa, mãn từ từ, nếu các Bồ Tát suy nghĩ ta tu hành bốn vô lượng bốn định vô sắc còn Bồ Tát khác không tu, thì các Bồ Tát này hành nơi phi xứ, vì hành phi xứ nên giới bị khiếm khuyết hủy phạm, không tu viên mãn bốn vô lượng bốn định vô sắc. Lại nữa, mãn từ từ, nếu các Bồ Tát suy nghĩ ta tu hành bốn niệm trụ còn Bồ Tát khác không tu, thì các Bồ Tát này hành nơi phi xứ, vì hành phi xứ nên giới bị khiếm khuyết hủy phạm, không tu viên mãn bốn niệm trụ. Lại nữa, mãn từ từ, nếu các Bồ Tát suy nghĩ ta tu hành bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm đực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo còn các Bồ Tát khác không tu, thì các Bồ Tát này hành nơi phi xứ, vì hành phi xứ nên giới bị khiếm khuyết hủy phạm, không tu viên mãn bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Lại nữa, mãn từ từ, nếu các Bồ Tát suy nghĩ ta tu hành pháp môn giải thoát không còn Bồ Tát khác không tu, thì các Bồ Tát này hành nơi phi xứ, vì hành phi xứ nên giới bị khiếm khuyết hủy phạm, không tu viên mãn pháp môn giải thoát không. Lại nữa, mãn từ từ, nếu các Bồ Tát suy nghĩ ta tu hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện còn Bồ Tát khác không tu, thì các Bồ Tát này hành nơi phi xứ, vì hành phi xứ nên giới bị khiếm khuyết hủy phạm, không tu viên mãn pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Lại nữa, mãn từ từ, nếu các Bồ Tát suy nghĩ ta tu hành tám giải thoát còn Bồ Tát khác không tu, thì các Bồ Tát này hành nơi phi xứ, vì hành phi xứ nên giới bị khiếm khuyết hủy phạm, không tu viên mãn tám giải thoát. Lại nữa, mãn từ từ, nếu các Bồ Tát suy nghĩ ta tu hành tám thắng xứ chín định thứ lớp 10 biến xứ còn Bồ Tát khác không tu, thì các Bồ Tát này hành nơi phi xứ, vì hành phi xứ nên giới bị khiếm khuyết hủy phạm, không tu viên mãn tám thắng xứ chín định thứ lớp 10 biến xứ. Lại nữa, mãn từ từ, nếu các Bồ Tát suy nghĩ ta tu hành trí tịnh quán địa còn Bồ Tát khác không tu, thì các Bồ Tát này hành nơi phi xứ, vì hành phi xứ nên giới bị khiếm khuyết hủy phạm, không tu viên mãn trí tịnh quán địa. Lại nữa, mãn từ từ, nếu các Bồ Tát suy nghĩ ta tu hành trí trục tánh địa, đệ bát địa, cụ kiến địa, bạc địa, ly dục địa, dĩ biện địa, độc giác địa, Bồ Tát địa, Như Lai địa, còn Bồ Tát khác không tu, thì các Bồ Tát này hành nơi phi xứ, vì hành phi xứ nên giới bị khiếm khuyết hủy phạm, không tu viên mãn trí trùng tánh địa cho đến Như Lai địa.